Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giêsu rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: Tôi là dân Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra, nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: Vậy ông là vua sao? Đức Giê-xu đáp: Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ. Và khi mà chúng ta nói đến vua đó, thì ở đây chắc chẳng có ai chúng ta gặp vua bao giờ cả, nhưng mà chắc chắn chúng ta cũng sẽ nghe về lịch sử nói rất nhiều. Ở trong hệ thống văn minh Hoa Hạ đó, tức là hệ thống văn minh của Trung Hoa, thì gọi ông vua là thiên tử. Đây chính là một danh từ rất là ý nghĩa mà người ta đặt cho ông vua, người ta tôn trọng ông vua, người ta gọi thiên tử là người con của ông trời, được dùng để gọi những vị vua với ý nghĩa là một người tối cao, lớn nhất trong quốc gia, trong nước, đảm nhận một sứ mệnh của thượng đế mà trị vì thiên hạ. Ông vua tức là thiên tử lớn lắm, là con ông trời. Ở trong thực tế chúng ta thấy có nhiều ông vua là bạo chúa, không phải là con ông trời nữa mà là ông trời con. Lệnh vua ra là quân sự thần tử, thần bất tử bất chung thôi. Vua bảo chết là chết. Có những ông vua rất là bù nhìn, tức là làm vua danh dự thôi. Chúng ta biết vị vua cuối cùng của Việt Nam chúng ta, Bảo Đại, cũng là một vị vua bù nhìn, không làm được gì cả, vua danh dự thôi. Nhưng mà cũng có nhiều đấng minh quân, tức là được dân chúng rất là yêu mến, tôn sùng. Và chắc hẳn Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài không muốn làm những vị vua như thế này đâu ông bà anh chị em. Bằng chứng đó là chúng ta thấy trong tin mừng đó, sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn, Chúa Giêsu lánh đi chỗ khác, thì dân chúng sáng sớm đi tìm Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu biết ý định của họ, tìm để bắt Chúa Giêsu, để tôn Chúa Giêsu lên làm vua. Cho nên Ngài không thích, Ngài trốn đi. Chúa Giêsu đâu thích làm vua đâu. Vậy tại sao chúng ta lại có thánh lễ gọi là Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ như thế này? Không biết chúng ta có phải giống như dân Do Thái đang bắt Chúa Giêsu phải làm vua, trong khi đó Ngài không thích không? Để hiểu được chuyện này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sơ qua về lịch sử
của cái thánh lễ cuối cùng trong năm phục vụ, thánh lễ Chúa Kitô vua, để chúng ta hiểu hơn. Chúng ta biết gia đình nhân loại đầu tiên của chúng ta đó là gia đình của Adam và Eva đó. Sau khi phạm tội, sinh ra hai đứa con, hai đứa con này chém giết lẫn nhau. Đó là Cain và Abel. Rồi sau đó chúng ta thấy nhân loại chúng ta phát triển thành một nhóm, một bộ lạc, một bộ tộc, một lãnh địa, một nước, một sắc dân, thành những tôn giáo khác nhau ở trên mặt đất này. Và như vậy, có những cái bộ tộc, những quốc gia khác nhau như thế, họ đều tôn một người lên để làm lãnh đạo, làm vua cho chính mình, cho chính quốc gia của mình. Và những ông vua này bắt đầu cầm đầu dân chúng của mình để đi đánh những nước khác, chiếm đất đai, chiếm tài sản. Chúng ta thấy bắt đầu con người sinh ra ở trong lòng tất cả những sự hận thù, ghen ghét, ganh tị, tranh chấp, giành giật, gian điếm. Mọi thứ bắt đầu sinh sôi nảy nở trên mặt đất này. Và như vậy con người chúng ta trở thành càng ngày càng ác ôn hơn, càng độc ác hơn. Chúng ta thấy những vị vua từ Đức ở trong Việt Nam của chúng ta rất là ác ôn, giết bao nhiêu thánh tử đạo của chúng ta. Và như vậy, ngày 12 tháng 11 năm 1927, với Đức Thánh Cha Pio thứ 11, Ngài đã thiết lập thánh lễ tuyên phong Chúa Giêsu Kitô làm vua của vũ trụ này, với một ước mong đó là con người chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu, nhận Chúa Giêsu làm vua của cuộc đời chúng ta, để chúng ta có thể bỏ đi, loại trừ đi trong tâm hồn của con người chúng ta những sự gian ác, những tàn ác, những cái hận thù ghen ghét này. Và nhận Chúa Giêsu làm vua để thống trị, để mà hướng dẫn cuộc đời tâm hồn mỗi người trong chúng ta. Ở bên cạnh đó, vào năm 1927 thì những người Công giáo bắt đầu có những cái phong trào mới, đó là phong trào Công giáo Tiến Hành. Họ bắt đầu xem Chúa Giêsu Kitô như là một anh cả ở trong gia đình, như một anh trưởng vậy. Điều này thì tốt đấy, nhưng mà Đức Thánh Cha muốn nhắc nhở cho phong trào Công giáo Tiến Hành này một điều. Ngoài cái việc mà xem Chúa Giêsu rất là thân thiết với mình như một người anh hướng dẫn chúng ta, để chúng ta có thể trở về nhà cha của chúng ta, để rồi chúng ta có thể nhận lấy gia nghiệp của Chúa, đồng thừa hưởng với Chúa Giêsu như là người anh, chúng ta là tất cả người em. Bên cạnh nhìn Chúa Giêsu thân thiết như vậy thì chúng ta cũng phải tôn thờ Chúa Giêsu như vị vua của cuộc đời chúng ta. Chúng ta đừng xem Chúa Giêsu như đồng vai đồng vế với chúng ta. Cho nên Đức Giáo Hoàng muốn nhắc nhở cho nhân loại, cho người Công giáo của chúng ta, Chúa Giêsu ngoài là một anh trưởng của chúng ta, Ngài còn là Thiên Chúa, Ngài còn là vua của cuộc đời chúng ta đấy. Chúng ta phải tôn thờ Chúa Giêsu. Với hai ý nghĩa rất lớn lao này, Đức Thánh Cha đã tôn phong Chúa Kitô lên làm vua. Chúng ta thấy chúng ta đang bắt Chúa làm vua mà Chúa không thích á. Nhưng mà vua mà chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô không phải là một vị vua của trần gian này. Bởi vì Chúa Giêsu cũng có nói với Phi-la-tô, nước tôi không thuộc thế gian này. Tức là Chúa Giêsu làm vua, nhưng mà không phải vua của thế gian này, của cái nước của Ngài không thuộc về thế gian này, mà nước của Chúa Giêsu ở thiên đàng ấy ông bạn chị em.
Và ông vua mà chúng ta tôn phong, giáo hội chúng ta tôn thờ đây, Đức Giêsu Kitô là vị vua đây, khác hoàn toàn với tất cả những vị vua khác ông bà anh chị em. Rõ ràng Chúa Giêsu chỉ vào Phi-la-tô và nói tên cáo già. Chúa đâu có thích ông vua đâu, không thích làm vua. Nhưng mà vị vua này chúng ta thấy Chúa Giêsu cởi trên con lừa để đi vào trong thành Jerusalem, và dân chúng đứng hai bên cầm áo, cởi áo choàng của mình ra lót ở dưới đường, cầm những cành vạn tuế ở trên tay và tung hô Đức Vua Vạn Tuế. Dân chúng tôn vinh Ngài lên làm vua, nhưng mà Chúa Giêsu lại thể hiện cho dân chúng thấy nước của Ngài không thuộc thế gian này. Ngài là vua không phải thuộc tất cả các hàng vua chúa khác của thế gian này, mà Ngài là một vị vua rất khiêm nhường, ngồi trên một con lừa để tiến vào trong thành Jerusalem, tức là tiến vào nước của Thiên Chúa, Jerusalem trên trời. Và chúng ta thấy vị vua của chúng ta đây là vị vua của tình yêu, ông bà anh chị em. Ông bà anh chị em nhìn thử lên Chúa Giêsu Kitô vua, chúng ta có tượng ở đây nè. Và tất cả các tượng Chúa Kitô vua, chúng ta thấy trái tim của Ngài móc ra bên ngoài, đặt ở bên ngoài nè, cho chúng ta nhìn thấy đây là một ông vua của trái tim, tức là một ông vua của tình yêu. Và bằng chứng cụ thể, chúng ta nhìn lên trên thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rõ ràng đây là một ông vua của tình yêu, ông vua chết cho người mình yêu. Và trên cây thập giá đó, chúng ta cũng thấy cạnh sườn bị đâm thâu và trái tim, máu và nước của Ngài cũng đổ ra. Như vậy, khi chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô làm vua, thì chúng ta chính là thần dân của Người. Người xưa có câu trung thần bất sự nhi quân, tức là một người trung thần thì không thờ hai vua. Một người trung thần không bao giờ thờ hai vua cả, chỉ chọn trung thần với một ông vua duy nhất, và ông vua đó mà bảo chết thì cũng phải chết, và thậm chí hy sinh chết để bảo vệ ông vua được sống. Trung thành bất sự nhi quân. Chúng ta như thế nào khi chúng ta nhận Chúa Giêsu làm vua của cuộc đời chúng ta, nếu như chúng ta không trung thành với Ngài? Chúng ta nhận Chúa Giêsu làm vua, Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất, điều răn thứ nhất mà chúng ta tuyên xưng. Điều răn thứ nhất, chỉ một mình Thiên Chúa duy nhất trong cuộc đời chúng ta thờ phượng. Như vậy, cái điều mà chúng ta chọn một ông vua duy nhất trong cuộc đời chúng ta là Thiên Chúa, là Chúa Giêsu, đó là điều răn thứ nhất của chúng ta rồi. Nhưng mà chúng ta sống trung thành như thế nào? Con thiết nghĩ để làm con dân của nước Chúa Giêsu, chúng ta, vương quốc của Chúa Giêsu chính là cái vương quốc thứ nhất, đó là vương quốc hiếu thảo, ông bà anh chị em. Chúa Giêsu chưa một lần nào mà không làm theo ý cha của mình. Cho nên Chúa Giêsu rất là một người con rất hiếu thảo, không chỉ với cha là Chúa Cha ở trên trời, mà còn với Đức Bà Maria và Thánh cả Giuse, Chúa Giêsu vẫn vâng lời, rất hiếu thảo. Nếu như chúng ta không là một đứa con hiếu thảo, biết thương cha mẹ, ông bà của chúng ta ở trong gia đình, chúng ta không phải là con dân của Đức Kitô. Chúng ta phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ của chúng ta, đồng thời chúng ta phải hiếu thảo với cả Thiên Chúa nữa. Bởi vì Thiên Chúa tạo nên chúng ta mà, dựng nên chúng ta mà.
Cái điều thứ hai, chúng ta phải trở thành con dân của vương quốc chân lý và sự thật. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu nói như vậy đấy. Và hễ nếu như chồng mà còn gian dối với vợ, vợ mà còn những điều gì đó bí ẩn giấu chồng, che đậy, con cái còn gì đó nói xạo, nói phét với cha mẹ, thì chúng ta chưa phải là công dân của nước Chúa. Linh mục mà đi nói dối với dân thì chưa phải là công dân của nước Chúa. Các tu sĩ mà gian dối với nhau chưa phải là công dân của nước Chúa. Ta đang sống ngoài nước Chúa Kitô. Và nước Chúa Kitô, vương quốc của Chúa Kitô còn là một vương quốc của tự do mà anh chị em. Nếu như ai trong chúng ta đây mà nói rằng ôi, hôn nhân là một cuộc ràng buộc tự chui đầu vào rọ, thì thực sự người đó chưa hiểu gì về hôn nhân. Người đó chưa phải yêu thực sự đâu bà anh chị em à. Bởi vì khi mà yêu thực sự đó thì mình phải để cho nhau một cái khoảng trống tự do, chứ không phải là mình bắt cái người chồng mình phải làm theo ý của mình. Không được tự do làm cái việc của ông á, mà phải làm theo tôi nói sao ông làm đó. Người chồng cũng thế, nếu bắt vợ mình chiếm đoạt đi cái tự do của người vợ mình thì chưa phải là yêu, chưa phải yêu thật. Cho nên chúng ta phải có một cái tự do, nhất là trong cái việc chúng ta tự do để nói không với những tội lỗi, với những đam mê, với những thú vui. Chúng ta có một cái tự do để nói không với nó không? Nếu như chúng ta chưa có tự do để nói không, chúng ta không phải là công dân của nước Chúa. Và vương quốc của Thiên Chúa chính là vương quốc của sự sống. Chúng ta là con dân của nước sự sống. Cho nên chúng ta phải biết tôn trọng sự sống của chính mình, tôn trọng sự sống của người khác, và tôn trọng cả sự sống của các nhân, vạn sự, vạn vật mà Thiên Chúa tạo nên. Chúng ta phải biết tôn trọng sự sống, nhất là trong việc phá thai. Chúng ta cần phải để ý cái chuyện này. Chúng ta đang đi ngược lại với sự sống của Thiên Chúa. Nếu chúng ta không tôn trọng sự sống, chúng ta sẽ không phải là con của Thiên Chúa, con dân của Ngài. Và vương quốc của Đức Kitô chính là vương quốc của tình yêu, ông bà anh chị em. Như từ đầu chúng ta đã nói, nếu trong lòng mỗi người trong chúng ta mà còn hận thù ghen ghét, còn tranh chấp với nhau, còn tạo nên những sự muốn những sự ác cho nhau á, thì chúng ta không phải là con dân của Thiên Chúa. Nếu trong lòng chúng ta vẫn còn những ghen ghét hận thù như vậy, chúng ta đừng nên đi lễ nữa, đừng nên nhận các bí tích làm gì. Bởi vì chúng ta đang sống ngoài vương quốc của Thiên Chúa. Chúng ta không phải là con dân của Thiên Chúa. Chúng ta có lãnh nhận cũng vô ích mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải có một tấm lòng yêu thương giống như vị vua của chúng ta vậy. Ước mong sao mỗi người trong chúng ta cũng biết móc trái tim của mình ra, đặt ở bên ngoài lồng ngực của chúng ta, để cho người vợ, người chồng, người con, người cháu, tất cả những người hàng xóm của chúng ta nhìn thấy trái tim yêu thương của chúng ta. Ước mong sao tưởng Chúa Giêsu Kitô vua này luôn luôn in ở trong tâm trí của mỗi người trong chúng ta, và giúp cho chúng ta sống trở thành một vị vua ở trong cuộc đời chúng ta, để giúp cho chúng ta, giúp cho tất cả những người mà Chúa gửi đến cho chúng ta biết quan tâm, chăm sóc và yêu thương. Amen.